Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ. Thập hương thường trụ tam bảo, nghiêm trì hương hoa, cúng dường như pháp. Nguyện khói hương hoa này biến mãn khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật trong pháp các hiền thánh vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự tất cả Phật pháp tăng bảo thể thường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi. Nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tánh phổ huân các cõi Phật, cúng dường làm Phật sự dụng cụ, cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay con xin đem tất cả hương hoa anh lạc, tràng phan bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng đèn nến, âm thực y phục, họa cụ thuốc men trong mười phương, cho đến tất cả những dụng cụ trang nghiêm trong mười phương có để cúng dường, suy nghĩ đặt ra để phụng hiến cúng dường cho khắp cả chúng sinh. Trong các thế giới có người tu cúng dường hôm nay con tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường. Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước đối trước Phật pháp tăng cúng dường các loại dụng cụ trang nghiêm cho tất cả, cùng tất cả chúng sanh chấp trì hiến cúng cúng dường tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp và tất cả Phật sự của chư Phật, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả các hiền thánh tăng chúng. Nguyện cúng dường như vậy đến với tất cả chúng sanh tu hành dần được thành tựu lục ba la mật tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tịnh không sanh không diệt, một vị bình đẳng rời niệm thanh tịnh cứu cánh viên mãn. Cúng dường xong tất cả cung kính, nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nam mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nam mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nam mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ tháp miếu nhất thiết Phật sự. Nam mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ tháp miếu nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh: Nam mô chim sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nam mô chim sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nam mô chim sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng.
nhất tâm phụng thẩm, nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng, nam mô nhật thập phương, nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng, nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh, nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh, nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh, nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh, nam mô kiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô kiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô kiên tịnh tính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, nam mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Phạm Thích Tứ Thiên, Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội Hộ, Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng thỉnh, Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng thỉnh, Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Duy Nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm, đạo nhãn, thấy ngay vô ngại thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy Nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Thập, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm, đạo nhãn, thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy Nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con, khiến thành tịnh tín. Kim sát thiện ác nghiệp báo tùng kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Kim sát thiện ác nghiệp báo tôn kính, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Kim sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh sung mãn hư không, hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường.
Tịnh Tín Bồ Tát, Biên Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đẳng Thập Vương Nhất Thiết Hiện Thánh, Không Xả Từ Bi Quang Lâm Pháp Tòa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biên Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đẳng Thập Vương Nhất Thiết Hiện Thánh, Không Xả Từ Bi Quang Lâm Pháp Tòa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biên Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đẳng Thập Phương Nhất Thiết Hiện Thánh, Không Xả Từ Bi Quang Lâm Pháp Tòa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin, hiểu sâu chắc, đại từ đại bi, không trái thệ nguyện, phóng quang đại minh. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin, hiểu sâu chắc, đại từ đại bi, không trái thệ nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin, hiểu sâu chắc, đại từ đại bi, không trái thể nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin, hiểu sâu chắc, đại từ đại bi, không trái thể nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Hộ Pháp Thiên Long Già Lan Trân Tệ tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, không có các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ Pháp Thiên Long Già Lan Trân Tệ tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, không có các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ Pháp Thiên Long Già Lan Trân Tệ tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, không có các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Con nghe các mười phương công đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình, tâm hoan hỷ chính lễ. Từng tu vô lượng phước nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường, nhất tâm lãnh lễ quá khứ tùy bà thi Phật. Nhất tâm lãnh lễ thi khí Phật. Lãnh lễ tỳ xá phù Phật. Nhất tâm lãnh lễ câu lưu tôn Phật. Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm lãnh lễ Cao Diếp Phật. Nhất tâm lãnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm lãnh lễ Phổ Quang Phật.
Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đa Ma La Bạc Kim Đàn Hương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Đàn Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Mani Chàng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Quan Hỷ Tạng Mani Bảo Tích Phật. Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Mani Chàng Đăng Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Huệ Tự Chiếu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hải Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Cường Tinh Tấn Chóng Mạnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Từ Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Từ Tạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hiện Thiền Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hiện Thiền Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thiện Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Quảng Trang Nghiêm Phương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
lãnh lễ, hư không bảo hoa quang Phật. Nhất tâm lãnh lễ lưu ly tra nghiêm vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ phổ hiện sắc thân quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ bất động trí quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ hàng phục chúng ma vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ tài quang minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ trí huệ thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Di Lặc tiên quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thế Nhất tâm đảnh lễ Thế Tịnh Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nhật Nguyệt Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Diệu Âm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thường Quang Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Quan Thế Đăng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Quan Thế Đăng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật.
nhất tâm đảnh lễ pháp thắng vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ tu di quan Phật. Nhất tâm đảnh lễ tu mana hoa quan Phật. Nhất tâm đảnh lễ tu đàm bát la hoa thuộc thắng vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ đại huệ lực vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ a xuất kỳ hoan hỷ quan Phật. Nhất tâm đảnh lễ vô lượng âm thanh vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ tài quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ kim hải quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ sơn hải huệ tự tại thân vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ đại thông quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ nhất thiết pháp thường mãn vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ đông phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ đông nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ tây nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ tây phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ
Tây Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Hùng Đồ Biến Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Hùng Đồ Biến Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm lãnh lễ Đông Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phụ Đồ Biến Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm lãnh lễ Hạ Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phụ Đồ Biến Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm lãnh lễ Thượng Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phụ Đồ Biến Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm lãnh lễ thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm lãnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiện thánh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiện thánh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiện thánh. Nhất tâm đảnh lễ kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ biên kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
cùng chúng sinh. Từ vô thủy đến nay thường vì ba nghiệp xấu căn và trọng tội làm chướng ngại nên không thấy được chư Phật, không biết xuất ly sanh tử. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay thường vì ba nghiệp xấu căn và trọng tội làm chướng ngại nên không thấy được chư Phật, không biết xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Ngày nay tuy đã biết nhưng do con và chúng sinh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, hôm nay xin đối trước Bồ Tát Địa Tạng, thập phương chư Phật rằng vì tất cả chúng sanh mà quy y sám hối, duy nguyện chư Phật từ bi gia hộ khiến chúng con. Tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quy y sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay đều do tham ái, kiến chấp, trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài thêm bạn xấu, không tùy hỷ người, không có chút thiện niệm, duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng. Duyệt tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, lại phạm lỗi lầm không muốn người biết, không sợ ác đạo, không tàm, không quý, không biết nhân quả. Vì thế ngày nay thâm tín nhân quả, sanh lòng hổ thẹn, luôn luôn sợ hãi, phát lộ sám hối, đoạn tâm tương tục, phát bộ đề tâm, đoạn ác tu thiện, tinh cần sắc tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phàm thanh, tùy hỷ phàm thanh. Dù chút thiện nhỏ, nguyện mười phương Phật có đại trí huệ có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức. Từ vô thủy đến nay, không biết tánh của các pháp vốn không tịch nên tạo nhiều tội ác. Nay biết không tịch cầu đạo Bồ Đề, nguyện độ chúng sanh rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác, duy nguyện hết thảy tam bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thọ nghe con sám hối. Từ vô thủy đến nay, không biết tánh của các pháp vốn không tịch nên tạo nhiều tội ác, nay biết không tịch cầu đạo Bồ Đề, nguyện độ chúng sanh rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác, duy nguyện hết thảy tam bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thọ nghe con sám hối. Đệ tử chúng con chí tâm sám hối, con cùng chúng sanh tự tánh thanh tịnh, cảnh giới chân thật đồng thể chư Phật. Vô minh xì ám huân tập, nhân duyên hiện cảnh giới vọng, khiến sanh tham trước, so tính ta và của ta, huân tập các ác pháp, sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội chướng, thập ác ngũ nghịch, trọng, nan khinh giá. Đệ tử chúng con chỉ tâm sám hối, con cùng chúng sanh tự tánh thanh tịnh, cảnh giới chân thật đồng thể chư Phật. Vô minh xì ám huân tập, nhân duyên hiện cảnh giới vọng, khiến sanh tham trước, so tính ta và của ta, huân tập các ác pháp sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội ác, thập ác ngũ nghịch, trọng nan khinh giá, chướng tuệ, chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ hải, mãi không có ngày ra khỏi.
Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên, tín tâm không thành, nên gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát dùng lời dạy dàn an ủi, khai phá mê mờ cho con, rửa sạch tâm con, cầu ai sám hối, duy nguyện thập phương chư đại từ tôn chứng tri hộ niệm. Nay con sám hối thì không tái phạm, nguyện con cùng hết thảy chúng sanh nhanh được trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay, thập ác tứ trọng ngũ nghịch điên đảo, hủy bán tam bảo tội nhất xiển đề. Tội tánh như vậy vốn là không tịch, nhưng từ hư vọng khởi tâm điên đảo chưa có định thật mà có thể chứng đắc, nguyện tất cả chúng sanh mau đạt bổn tâm bệnh viện, diệt trừ tội căn. Nay con sám hối thề không tái phạm, nguyện con cùng hết thảy chúng sanh nhanh được trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay, thập ác tứ trọng ngũ nghịch điên đảo, hủy bán tam bảo tội nhất xiển đề. Tội tánh như vậy vốn là không tịch, nhưng từ hữu vọng khởi tam điên đảo chưa có định thật mà có thể chứng đắc, nguyện tất cả chúng sanh mau đạt bổn tâm bệnh viện, diệt trừ tội căn. Phát nguyện khuyến thỉnh đệ tử chúng con chí tâm khuyến thỉnh, nguyện khiến hết thảy Bồ Tát trong mười phương chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác. Nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế, chuyển pháp luân không nhập niết bàn. Phát nguyện tùy hỷ, đệ tử chúng con chí tâm tùy hỷ, nguyện cho con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và thành tựu của các cõi nước trong ba đời, thảy đều tùy hỷ. Nguyện hồi hướng, đệ tử chúng con chí tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, hồi hướng đến chí Phật, đến thành niết bàn. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con chí tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo Địa Tạng Từ Tôn
thương xót hộ trì cứu bà chẩn thế, khiến thế giới này tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, khắp cả đều thanh tịnh tín, không có các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ tà ma. Con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời ra khỏi sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tam tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh, hai loại quán đạo ân niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, tất cả đều viên thành liễu ngộ tự tâm, cảnh giới chân thật, xả thân vào thế giới khác, sanh tại Phật tiền, đối diện Di Đà, thị giả chư Phật, được Phật thọ ký. Trở lại trần lao phổ độ quần mê, đồng quy mật tạng. Chim sát sám hối công đức thù thắng, vô biên thắng phước gia hồi hướng, phổ nguyện pháp giới cho chúng sinh. Tóc vãn vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa uy phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi vạn lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đặng giữ chúng sinh gia cộng thành Phật đạo. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nghiệp tội quá khứ, A Tăng Kỳ, tam đồ lục đạo khó thoát ly, ngày đêm sám hối không ngừng nghỉ, chim sát sám nghi gắn hành trì. Ha ha ha,